không cần nhân sâm mỹ vị tốn kém mà không cần thuốc tây nóng trong hại thận hại gan. Gần 70 tuổi Trọng Trinh vẫn rất tự tin như là thanh niên 30 tuổi, lâm trận không biết mệt mỏi, sung mãn, chỉ cần nhờ mỗi ngày một viên sủi thảo dược Xiamen này. Những anh nào mà 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí gần 70 như Trọng Trinh mà vẫn tự tin chuyện sinh lý thì 100% là đang dùng Xiamen. Sản phẩm này là quá hot, quá nổi tiếng, không chỉ ở trong nước nhé, mà đàn ông ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga hay Mỹ, Đài Loan cũng rất tin dùng Ichamen và được bán rộng rãi trên khắp các nước này. Bộ Y tế đã cho phép các bác sĩ, các chuyên gia nam khoa tại Bệnh viện Nam Khoa học Hà Nội đã khuyên dùng nên Trọng Trinh rất an tâm dùng Ichamen. Chỉ thả một viên sủi thơm ngon mùi thảo dược này vào cốc nước. Đây. Đây. và các bạn thấy không nó có màu vàng vàng và đặc biệt là rất dễ uống đấy thấy chưa tan rất nhanh <laughs> uhm, ngọt lắm dễ pha dễ uống vị ít này nhé thanh thanh ngọt ngọt tựa như là nước tăng lực ấy. trọng trình rất thích ừ, uống ít phải công nhận là ít này là quá thần kỳ uống tới đâu là cảm thấy là khỏe thế đấy cực kỳ cuốn trọng trình chỉ cần uống duy nhất một liệu trình khoảng 6 hộp Đấy, thì đã cơ thể trong con người mình với cả đặc biệt là phục hồi sinh lực rất là nhanh từ 7 đến 8 phần so với cái hồi 30 tuổi quá là bất ngờ và hiệu quả đúng không các bạn uống viên sủi sinh lực này thì các bạn biết không trọng trình không nghĩ là một sản phẩm của Việt Nam mà lại tốt và hiệu quả đến như vậy không phải điều trị dai rằng chỉ duy nhất 6 hộp ít là đảm bảo uống 3 ngày là sức khỏe cải thiện vượt bậc tinh thần thoải mái, ham muốn mãnh liệt, thời gian tăng lên một chút. 7 ngày là cơ thể dẻo dai, sung sức, ham muốn tình dục, hung ngực, chuyện chăn gối cải thiện mà không thấy mệt mỏi nhé. Thời gian kéo dài 14 ngày là cơ thể tràn trề sinh lực, dứt điểm các tình trạng như là xuất tinh sớm này rồi là rối loạn cường dương là cuộc sống chăn gối viên mãn. Đặc biệt là sau 2 tháng. Các bạn hãy nghe lời tôi. Kiên trì dùng ít thì đàn ông 50 tuổi thậm chí trên 70 tuổi là vẫn hoàn toàn có thể hồi phục sinh lực như là thời thanh niên 30 tuổi. Từ tần suất đến thời gian đều tăng lên, cải thiện rất tốt về mặt sinh lý. Mà đặc biệt, dừng uống không hề bị yếu lại, duy trì độ hiệu quả được 4 đến 5 năm, không bị phụ thuộc vào sản phẩm. Trọng trình uống 6 hộp nhưng không bị một tác dụng phụ nào mà trái ngược hoàn toàn với thuốc Tây. Nó gây nóng ở trong người này hay là mấy thuốc kích thích nguy hại, ít lành tính lắm, an toàn tuyệt đối với mọi cơ địa vợ chồng trọng trinh phải nói là rất là hạnh phúc về sự thay đổi này đặc biệt là bà xã tôi rất vui và hạnh phúc bà xã tâm sự rất là hài lòng khi mình dùng ít men bản thân trọng trinh từ khi dùng ít men sức khỏe tốt lên nói chung là cơ thể sinh lý dẻo dai tự tin và hạnh phúc 15 năm từ khi đến ngưỡng tuổi về hưu đến nay thì đây có lẽ là khoảng thời gian viên mãn thỏa mãn nhất của trọng trinh tất cả là nhờ anh ít chamen này mà giá chỉ bằng bát phở mà lại thăng hoa bở hay tay luôn <laughs> tình yêu mà không có tình dục thì kết cục chỉ có bằng không thôi các nhạc tình tuổi già tuy chậm nhưng mà không tắt mà muốn không tắt thì phải dùng ngay ít em <laughs> nghiêm cấm các bạn là tuyệt đối không được dùng mấy cái thứ thuốc kích thích quảng cáo là thần dược rồi hồi sinh sinh lực toàn vớ vẩn cả mấy thứ hàng giả hàng nhái nữa dùng chỉ có tổ hỏng người thôi trọng trinh chỉ tin dùng duy nhất một thứ mà bao nhiêu năm nay chính là Xiamen, chính hãng của trung tâm Xiamen chính hãng, đơn vị phân phối độc quyền Xiamen. Cứ tin tôi đi, mua ngay Xiamen và dùng, tìm mua hàng chính hãng để được đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng nhé các bạn. Đừng ham rẻ mà mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Cứ gọi ngay hotline trung tâm Xiamen chính hãng trên màn hình mà mua, đảm bảo 100% hàng chính hãng.